Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Voi Tạc Jimmy. Ok, chào mừng các bạn cũng như quay trở lại với series đại chiến vượt ải của mình. Một cái hoạt động mà thật sự mình rất là thích thú à, cũng như các bạn, mình thấy các bạn cũng rất là thích luôn. Vì cái hoạt động này thì nó cho phép chúng ta chọn rất là nhiều tướng trong đây. Ôi ôi, sao may mắn vậy, vừa ra thấy mắc diều hâu với thằng Lao. Và trận này mà thua chắc nghỉ game luôn, chứ bơi gì nữa. Này, lời nói đầu tiên mình cũng xin phép chúc các bạn 501 anh em của mình một buổi trưa thật là mát mẻ tuyệt vời. Xem clip của mình thì cũng nhớ ủng hộ mình, like cũng như subscribe đăng ký kênh. Và nếu thấy quảng cáo hiển thị thì anh em nhớ truy nã nó, kích vào nó cho mình nha. Cũng như góp phần cùng anh em chúng ta cùng nhau tiêu diệt nó, đập nó bơm đầu luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu nhanh gọn lẹ luôn, không có nói năng nhiều rồi. Với series đại chiến vượt ải, bắt bao nhiêu rồi ta? 10, 15 hay 16 đó, mình cũng không nhớ rõ nữa. Rồi, cái đó thì anh em biết cho mình nha. Hiện tại xếp hạng của mình là 396. Rồi, ok, hôm nay mình quyết tâm là chinh phục 350 đi. Không biết có lên được hay không nhưng mà mình sẽ cố gắng. Rồi, lần này mình sẽ đánh với Nico Robin Haki nha anh em. Nó có chiêu đè đầu cửa cổ người ta ghê lắm. Rồi, được, đè đầu người cổ tao, mày khá lắm. Giòn lao lên đây luôn đi. Hai con này phối hợp cùng nhau là hơi bị chùm server đó các bạn. Team mình chỉ được 4 con ngon thôi, đó là những cái con này nè. À, con Nico Robin cũng gây choáng người ta ghê lắm. Chọn nó xuống đây luôn đi. Đó, team mình khá ngon đó các bạn. Lao, mất dù hao Jimbeo với Robin. Thằng Lao nè, thằng Jimbeo này mà Sura nữa là mạnh nữa rồi. Ha, cho Bugi vô chơi cho vui đi. Bây giờ team mình 4 thằng là đủ thắng rồi. Nhưng mà thôi cho Bugi vô chơi nó vui cũng được. Á à, trời, đặt sai mất rồi. Ở giữa, đặt mất dù hao ở giữa mới ngon kìa. Choáng em. Chắc thương nhiều đâu mà, có ba phát chứ nhiều đâu, gần nửa cây choáng thôi, có gì đâu. Ôi giời, sói gì, ti chết hả? Rồi, sói ti chết là chết với một cái tốc độ ti chết đúng không ta? Rồi, con Robin của nó kìa, nó chơi Jimbeo mình nửa cây. Cũng may là nó chưa su ra, nó không là Jimbeo mình bị choáng ván mặt mày rồi. À, giờ các bạn, xác suất choáng là luôn luôn gần như là 100%. Rất là ngon. Con Robin này mà lên su ra là chơi rất là ngon luôn á. Rồi, ăn dao đi, gần chết. Bungi kìa cũng ghê ta. Bugi chú hề có tên đồ đàng hoàng nè các bạn. Bugi chú hề đồ đàng hoàng, nhưng mà có một cái nhược điểm của Robin là sau khi đối phương bị chết rồi là nó không có sát thương được thêm mấy lần sau nữa đó. Mình cũng không hiểu lý do làm sao nữa, nhưng cái này nó hơi bị ngáo đá một chút. Mặc dù hao chém đi được trăm nọ đó các bạn, sát thương tới 3 lần và hình như lại giờ mình thấy choáng là hình như choáng 100%. Ôi giời, thế này thì chưa nọ chưa phâu mà đã chết muốn hết rồi, đánh gì nữa. Mặc dù hậu để cái nhẹ nhàng cho chết hết quá. Rồi tuyệt vời, tuyệt chiêu đánh cả bộ nhà. Đấy. Tiếp theo là màn đè đầu cưỡi cổ của Robin chân trắng. Robin chân cực kỳ trắng luôn. Rồi, mày đánh tao đã chưa? Đã chưa? Láo với anh à, vẫn mặt à. Rồi, lên được 388 rồi. Ui, bây giờ lại 31. Trời ơi, tem gì mà yếu thế, thôi làm mới đi. Rồi, có lao lại nè các bạn. Mình thấy lao chiếc Sike là mình khoái lắm. Mình luôn luôn chơi nó, mặc dù không biết những cái con sau là con gì. Rồi, Nami giảm nổ đúng không? Cho ra giữa luôn đi. Không gì phải sợ. Ít the Ray này là đánh hàng dọc. Rồi, chọn xuống đây đánh hàng dọc nè. Ai ai, team mình hơi yếu thiệt đó chứ. Có đường lao ngon mà không biết có cân được, cân cả team không? Cái này gọi là sự gánh team đó các bạn. Không biết có gánh team nổi không. Ba bốn con còn lại đều là con yếu hết, không có tấn công được. Cho nên mình đang rất là phân vân đi. Chích Sike nó, hai nhỏ này xinh đẹp quá cho nên mình sẽ đặc biệt chích Sike nó. Vã cái chẳng đòn, mới vào đánh chưa được gì hết đã bị chẳng đòn rồi. Cái bánh sẹo này là tác dụng gì ta? Tăng sát thương đánh thường gặp phải. À, tăng sát thương. Tức là những cái sát thương tất cả của toàn bộ đồng đội của mình luôn. Ai đánh nó thì đều được tăng sát thương hết. Quá ngon đúng không anh em? Chiêu của cái Drake này cũng ngon đó chứ. Né tránh quá hay. Quá hay. Thanh niên kia có con mắt Sharingan của Naruto, của Sasuke hả? Thời thanh niên cầm cái rìu to cho bá lửa là mà vác như một quỷ thần. Này, anh võ sĩ tung ra những cú đấm. Còn con Wapun bên mình thì tung ra những viên đạn. Viên đạn hình tròn. Rồi, tuyệt vời, bên nó có nổ trước rồi. Cái này thì chơi bời gì đây? Chết một em. Phải, thôi đây cây luôn kìa. Rồi, đánh đấm gì nữa. Chơi bời gì mà hồi máu ghê. Bởi vậy mình mới nói là không biết đánh tem nổi không đó anh em. Thật sự rất là khó khăn cho mình đấy. Tài nó hồi kìa. Mày đánh gì nó trời, sao mình nó hồi ghê ấy. Thôi vừa thôi cha đánh cha hồi vậy ai mà chơi với cha nữa. Rồi bên mình có nổi đó các bạn. Lần lượt là 3, 4 đứa đều có nổi hết. Cái này là những cái skill liên quan rồi. Đó.
Warpool có nổi luôn rồi. Mặc dù là chiêu hơi yếu nhưng mà thôi kệ đi, có cũng mừng, có cũng đỡ hơn không. Đó, thằng Lao phong mạnh vậy đó, phụ thuộc vào thằng Lao vậy có phải tốt không? Không, một chưởng nha em, gây choáng. Mới chiêu của anh là ông Setomaru này là choáng 100% rồi, không ai còn thằng nào mà né được đâu, anh em cứ yên tâm. Nà, thế ít ra cũng cạp được hai thằng, chết hai thằng luôn, cuối cùng dẫn đến tình trạng là win luôn, anh em thấy không? Rất là ghê gớm đấy. Mày hả con, hồi đây đây. Rồi, mày hồi máu cứ kệ mày, tao không quan tâm. 18k thôi, không gì phải sợ. Cái tuần sau của Nami nó không tăng sát thương nha, tiếc quá. Đấy, mày hồi máu đi, cái giỏi mày hồi máu đi. Hồi nữa đi. Chơi bời mà hồi máu. Cha đi. Chơi bời mà chơi hồi máu là không đẹp rồi. Có thằng Lao của đây là tất cả cân hết anh em. Anh em cứ yên tâm về thằng Lao của mình. Đó, quên nha. Từ 388 lên được 383, trời tăng được 5 hạng. Rồi hỏi kẻ hôm sau cũng bần rồi. Có tăng là có vui rồi. Trận hình này con cũng đồng đội ngon nè anh em. Nhưng mà tiếc là không có bức nội nên thôi mình bắt buộc phải làm mới thôi. Mirela bức nội mà mấy kia. Có Usopp nè, cũng tạm được. Thôi chơi luôn đi. Sát thương hàng dọc giảm mục tiêu 20 nộ. Rồi ai mà chơi với mày. Chơi mà giảm nộ người ta ai chơi. Thôi 25 nộ. À được. Để mình đặt ở giữa đi cho đỡ bị dính chiêu. Rồi đây. Đôi sinh hả? Đôi sinh là cái gây choáng rồi. Đây, Mirela bốc nổ nè. Cho nó giảm nổ luôn. Không phải sợ. Mirela dưới đây, đôi sinh ngay đây hả? Cái này nó đánh mình bầm dầm sao? Rồi, giấc. Trong cậy vào mày đó Usopp. Đó, ngon chưa? Mê đi, mê hoạch đi. Gieo đâu? Mày hả con? Rồi, không chán nha. Tem này thì mình chủ yếu tập trung vào thằng Gieo với thằng Usopp thôi. Chứ mấy thanh niên kia nó ngáo lắm, nó không đánh đấm được gì nhiều hết á. Đó, ngon, vừa nói thanh niên kia, cái thanh niên Dawson bên mình tức quá. Làm cho án cho mình thấy cái sự uy lực của nó. Được, anh sẽ trông cậy vào toàn bộ tem luôn, chứ không riêng mình ai cả. Anh em cứ đam nó nhiệt tình đi, thắng cho anh là được rồi. Mày hả con, vết xẹo ngàn năm nhá. Ủa sao bên nó có nổ nhanh thế nhỉ? Cái đeo nào là có nổ nhanh thế? Chết một con. Ít thằng Gieo không biết giết được thằng kia ông ta, chắc không nổi đâu. Giết nó. Mày hả con, gần chết thôi. Thằng ít đôi ray phong chết chắc rồi. Mày. Ủa không dính nó ta, mình nhớ là vậy là không dính rồi. Là mình tưởng dính đó. Hai em thân ngân. Hồi 75 nọ Mirela nó không hồi bấm nộ được cho mình. Mới đau á. Ừ hình quá mê hoặc lại. Nó có nọ. Thằng nó đang có nọ. Hên là mình mê hoặc nó lại. Nó không lỡ phong mình nói xưa rồi. Ui win. Win một cách tỉnh như rồi luôn. Mirela trắng máu. Mày à con, là của cái chiêu nộ của mình. Usopp phong này chết chắc rồi. Đó, sức mạnh của Usopp Haki mà. Anh em đã biết được từ bát trước rồi đúng không? Từ 383 lên 379 hả? Rồi, cũng lên được 4 hạng đó anh em. Cố gắng thôi, bây giờ thì mình chỉ cố gắng đi thôi. Lại gặp Usopp nữa. Lần này là hai con búp nộ luôn. Sát thương hàng ngang, sát sức mê hoặc. Sát thương hàng dọc, giảm nộ, trời là trời. Toàn là những đứa mà khóng khóng không à. Khóng khóng thì tao chơi trận hình khác, có gì đâu. Fukamushi. Thằng này hồi nổ trước không sao, giấc. Trời ơi, tem như thế này thì chơi bờ gì. 25 nổ đầu tiên nè. Đấy, anh đề phòng rồi, anh đặt trước rồi. Em đừng hòng mà mê hoặc được Usopp của anh. Nhưng mà tiếc hình như à đù. Thế mà nó vẫn len lỏi vào, nó chơi mình được nha. Ngon đấy. Hai đứa mày khá lắm. Tao sẽ trả thù vào tuần sau. Mày trà đánh bồi nhà vậy. Chơi bơ gì đây. Đốt cháy ra con. Mày nè 2k. Lần đốt 2k. Sao mê hoặc hoài trời. Ăn ở sao bị mê hoặc hoài ấy. Ranky đâu xoay nó. Tao trông cậy vào mày đấy. Xoay cho nó biết thế nào là robot. Đấy, xoay. Liên tục là những pha xoay điên cuồng. Và mất máu chả bao nhiêu cả. Rồi nhưng mà vậy là cũng ngon rồi đó các bạn. Xoay vậy là cũng khá ngon rồi đấy. Ủa sao tem mình banh sát hết rồi. Ngon, được. Thua cách thảm bại. Rồi, nó mê hoặc rồi. Đêm này ngon thế mà vẫn thua nhỉ. Mình cũng không hiểu tại sao lại thua luôn á. Bực bội thiệt chứ. Lại mày. Nãy tao sơ ý thôi, tao không để ý con giữa thôi. Nên mày mê hoặc Usopp của tao thôi, mày hiểu không? Giờ thì đừng có hòng nữa. Đấy, 75 nọ, Mojo búp là 100 nọ nhé.
chăm nổi nha. Rồi ăn bao nha, chúc mừng em nha. Khi mà anh có nổ rồi thì mấy em xác định đi, xác định đi. Manbosi búp cho tao 125 nổ nữa. Đó, chăm nổ lên lại tiếp, lại phâu tiếp thôi chứ ngại ngùng gì. Xoay, đúng rồi, xoay con kia chết cho tao. Chết cái con người cá là mình vui rồi đó. Anh à, hên quá, hên hên cái sát thương. À đủ tuyệt chiêu đá đè, sao mạnh dữ vậy trời, không ngờ là nó mạnh vậy luôn á. Không chết luôn kìa trời. Yeah, chưa chết, vẫn còn lì đòn lắm. Ui, chết luôn. Thôi là thành viên thì chém mình xong tự chết luôn. Ok, tem này được, mình sẽ tiếp tục đánh là sẽ win thôi. Win, thấy chưa, anh em thấy mình có hay không? Từ 379 lên 372 rồi. Tiếp tục nha, hải này là bao nhiêu rồi? Hải 34, trời khó khăn quá. 34 rồi đúng không? Đây, tem này thì có Khalifa. Cũng tem khá yếu, thôi làm mới đi. Lần làm mới mình còn nhiều mà, cứ làm mới thôi. Có Nico Robin là nhào vô chơi thôi, không nói năng vậy đó. Rồi con này búp nọ nè, mình sẽ mê hoặc nó. Mê hoặc cái con này đi, mê hoặc những cái con tấn công là tốt nhất. Búp nọ nè, ít đợt đây đánh hàng dọc cho xuống dưới nè. Ông Grab cũng đánh hàng dọc hả, cho xuống dưới luôn. Rồi ông này đánh một mục tiêu nè, nhưng mà nó sẽ, ông sẽ gây choáng. Rồi cũng khá ngon, vô. Anh sắp trận hình sao mà thua được. Một hên, hai hên, ba hên, choáng nha. À, thằng này có vẻ hơi trâu đó các bạn. Rồi càng lên những cái ải cao chắc chắn nó sẽ càng trâu rồi. Một đấm nha con. 9k7 hả? Sao ít vậy? Sao mà ít vậy? À, cũng vậy cũng được rồi. Ít ra mình hơn ông kia. Không á, được có 4k, mình có 9k là cũng ngon rồi. Búp nọ vô ly ơi. Nhảy múa đi, nhảy múa đi. Đó, có nọ rồi. Mình có thể đe đầu cưỡi cổ tụi nó rồi. Một đấm nha con. Trời, mạnh dữ ấy. Đây, mình chưa kịp đè đầu cưới cổ nữa mà đã đánh mình muốn chết đây. Rồi ra chưa có nọ nữa ta. Ờ, à, có nọ rồi, hay quá. Một giọt nha em, khiên một giọt nha em. Trời ơi, đánh cho nhiều. Choáng nè. Mày định bao với ai, mày định bao với ai. Có một giọt đánh chi trời mất công ghê á. Nọ ngoài bắp nọ vô, con ly của mình giờ chăm nọ là cứ chăm nọ hoài á. Bắp nọ dài dài. Đấy, đánh tao nhiều vàng, đánh càng nhiều càng tốt. Bao đen, anh cho em bao đường cơ hội trước khi chết đấy. Vẫn cứ một giọt là tiếp tục lại là pha đè đầu cưỡi cổ. Thích đè đầu cưỡi cổ anh đi. Nick Robin đúng là với skill đè đầu cưỡi cổ thì thật sự là không ai đỡ nổi. Rồi tuyệt vời, không ai đỡ nổi và chết luôn rồi. Mình cũng không hiểu tại sao chết nữa. Rồi thanh niên này thì quăng mấy quả lựu đạn không được một giọt, không trắng máu luôn rồi. Choáng. Ly bắp nọ vô. Ít ra còn phải sống được thêm cuốn nữa chứ. Đó, xong rồi chết đi. Rồi chết được. Đây. Ui giời, tem này chơi bài không ngờ mà lại thua nha. Tem mình này mình cũng thấy khá khả quan đó chứ mà tại sao lại thua nha. Khó hiểu ấy. Cứ đánh đi, cứ đánh kiếm lượt win là ok rồi. Vẫn không win. Vẫn không win luôn kìa. Trời ơi. Đau đầu thiệt chứ. Tem này mà lại thua. Có vẻ như đây hơi nguy hiểm. Mình sẽ xuống đây trợ giúp cho cái ông Grab này một tay. Rồi. Nếu có cái thằng người cá sông đao đánh thằng ngang này hình như mạnh quá nè. Mình thấy cái con người cá sông đao nó hơi mạnh đấy. Một đấm nha con. Mình nghĩ là mình sẽ giết cái con người cá sông đao trước đi. Nó mạnh quá. Trời ơi, nó có hiệu cả hiệu ứng nữa kìa. Hèn gì ở dưới đây tơi bời luôn. Tơi bời quá lá. Trời ơi. Trời, giảm nổ đó chứ. Ôi, có gì đó sai sai rồi nha. Hèn chỉ thua phải rồi, đánh cỡ này thì sao sống nổi. Thôi thua. Không ngờ lại thua nha, uổng quá. Giờ mình đưa lại lên đây mình đánh hoài cũng win thôi. Đánh vài tuần nữa là win thôi chứ cũng đều được, mày được lắm cũng xoa á. Đó, giờ mày coi làm gì được tao. Giờ mình phải win thôi anh em ơi. Mình vừa chỉnh lại trận hình đây. Mong là tuần này sẽ win. Mày à con. Đậm nó tem này khó chơi thì nói chứ. Mình có cảm giác là tem này hơi khó đấy. Trời, chẳng đòn nữa chứ. Đã chán rồi mà còn chẳng đòn nữa. Làm ít The Ray với ông Grab mình bị chán bán mặt mày luôn rồi kìa. Giờ chơi bờ gì nữa. Đấy, nó bao cỡ đó thì chơi bờ gì nữa. Trời là trời, mạnh dữ. Rồi chết luôn. Hết rồi, giờ là đe đầu cưỡi cổ cũng không còn kịp nữa rồi.
giờ mình không còn kịp đè đầu cửa cổ nữa nữa rồi. Trời ơi, không thể tích nọ. Không dính đến nào hết vậy, là mình tưởng dính chứ. Một đấm choáng rồi ráp bầu không bầu được luôn. Trời ơi, thôi thua làm mới đi, trận này khó ăn quá. Con Nigel Robin thế mà vẫn thua, đúng là đen thiệt đó chứ. Rồi ok, mình sẽ trả thù tụi này sau. Sẽ bóc cơ hàng ngang nè, thằng này đánh hàng ngang rồi. Ok thôi, nếu em thích anh sẽ chơi với em. Xem dây hàng dọc đúng không? Đó, đặt ngay cái trận hình này là nó chết với mình chắc rồi. Con này búp nổ cho lên đây đi. Đó, búp nổ đánh với búp nổ cho dễ chơi. Coi thử tem này mình có thua nữa không nha các bạn. Quyết tâm thắng cho bằng được. Choáng đi em, đừng hòng mà làm gì anh. Em là số phận giống như nãy Robin đứng trước choáng em rồi đó. Em là cả đời chỉ đứng đó nhìn thôi, cho tụi anh đập thôi, em hiểu không? Hiểu rồi thì đứng im đó đi. Rồi ok, còn nó đánh mình nhưng mà không có hiệu ứng là mình vui rồi. Giảm nổ, rồi mê hoặc hai thằng luôn, choáng váng hai thằng luôn. Mày hả con? Rồi, một tuần nữa là chết, cái thằng người cá sông đao một tuần nữa. Em đã chuẩn bị tâm lý để từ giả cõi đời này chưa? Từ giả cõi đời này chưa? Rồi, xem gì có nổ luôn rồi. À, ngon. Sao bóc cười đâu ra nó lẫm khiêm giọt ngon trải. Không ấy, sống được thêm tuôn nữa nhỉ. Ngon ấy, mày khá đấy. Mày khá đấy, không được tích nổ mày. Đấy, làm gì được tao, tao có khiêng luôn rồi kìa. Chặn đòn game, chặn đòn game. Rồi, ok, tem này mình cũng thấy không khả quan cho lắm. Thằng Carbonair chuẩn bị chết tới nơi luôn rồi. Choáng váng mặt mày đi em. Thằng Carbonair mình mong là nó sẽ bao đường tuôn trước khi chết. Bao đây. À đâu, chưa kịp nói xong câu nó chết queo luôn rồi. Bao nó. Rồi một em giết được em xong có khiên một giọt. Cho xem dây luôn, xem dây bao luôn rồi. Mất khiên luôn rồi. Mất khiên nhưng mà không sao, bao được người ta là vui rồi. Bao đi em, anh có mất khiên một giọt kìa. Bao cho nhiều vào. Đấy, làm gì được, giờ làm gì được. Ôi trời, một giọt. Làm gì được. Làm gì được. Anh có chặn đòn rồi đấy, em cứ đánh anh nhiều là em bị chặn đòn đấy. Nói rồi mà không nghe. Nói rồi mà không nghe. Đấy, chặn đòn nữa nè. Anh đã nói với em rồi. Anh đã nói rồi. Chặn đòn vẫn có thể choáng. Không có gì cả. Rồi, lại có chặn đòn nữa. Mình lại tăng được thêm 15 nộ nữa. Phê quá. Đó là có chặn đòn nữa. Lại có 15 nộ nữa. Trời, Senji này nó bá đạo quá nha. Ông Ken sắp chết rồi bạn ơi. Thua rồi, tên thua rồi. Không ngờ lại thua nhục nhã e chè thế này nhỉ. Tại sao lại thua với cái trận hình ngu người thế này nhỉ. Bao đi mày. Bao này ghét. Cái trận này khó qua đấy các bạn. Thôi bị khó qua này. Nhưng mình sẽ cố gắng qua bằng mọi cách. Đánh đi mày. Chấp mày đánh tao luôn à. Chết thôi. Chết thôi có gì đâu. Đảo ngược trận hình lại là win ngay. Đó. Giờ thì thua đi đâu nữa. Anh tính hết rồi, hai em nguy hiểm ở dưới, anh sẽ giết hai em trước. Đừng hòng mà làm gì được anh á. Đá nó xem đi ơi, tao đang cần, rất cần đấy. Mình sợ thằng kia nó mê hoặc mình thôi. Con người cá sông đao nó có skill mê hoặc ghê quá. Nguy hiểm VL ra. Đấy, hên quá không dính. Bạn xem dây của mình bị dính mất tiêu rồi. Rồi, choáng, một tuần là chết nha em. Mày có nọ kẻ mày, không liên quan tới tao. Bao thích bao thì cho nó bao thôi chứ, ngại gì. Bao đi. Giỏi mày cứ bao thôi. Làm gì được. Anh trâu lắm. Một thằng chết. Rồi bây giờ Senji của mình là có thể bao rồi đó. Bây giờ thì mày đừng hòng tích nổ nha. Hên quá, Smoker lúc nào cũng ăn may cái khiên một giọt của mình hết. Không nó chết từ cái đời nào rồi đó. Bao nó. À chém đi em. Một giọt chém chỉ mất công vậy. Chặn đòn nè. Đã chặn đòn rồi tao còn bao mày nữa nè. Thế nó mới thốn nè. Không thể tích nọ, đừng có hồng mà bao được với anh nhá. Smoker kia mê hoặc luôn rồi. Nãy giờ chưa thấy Smoker làm được trò trống gì hết. Mày hả con. Rồi sao, tem này thì mình win rồi. Đảo ngược trận hình là win liền. Hai cái thằng dưới đây nguy hiểm cho nên mình cần phải tiêu diệt nó trước. À, Akele bóp châm nọ cho ông Carbone đi. Cho Ken ra bị choáng mất rồi, đừng bóp nọ cho tao nữa. Trời ơi là trời. Bóp chai vậy. Vai, xin dây châm nổ bốc chi đâu bà nội. Mặt bà bị le sao vậy. Trời lẫy bà luôn á. Bà bốc đi đâu. Hai thằng trên kia không bốc. Hình quá chán được nó rồi. Trời ơi.
Mạnh vậy trai, đừng để thua nữa nha. Yeah, hồi máu, chỉ là hồi máu thôi mà, làm hết cả hồn. Rồi, khiêng một giọt, bao đi, cho mình đánh tao thoải mái. Ôi dài một giọt, có một giọt cũng đánh nữa. Mất công tụi em quá, xin lỗi nha. Rất tiếc nhưng mà anh bắt buộc phải dùng thầy một giọt, không anh chết sao? Con phục vụ người cá chết. Này, còn hai em, giờ hai em thích thì sao? Thích khiêu chiến đúng không? À, được. À đâu, mê hoặc mất rồi. Hai thằng luôn. Ghê thật đó chứ. Không sao, tuần sau mình sẽ trả đũa nó. Lại choáng váng nữa. Trời ơi là trời. Đêm này thì chắc chắn win rồi, các bạn cứ yên tâm. Win là cái chắc rồi, không thể nào mà thua được đâu. Anh em cứ yên tâm đi. 15 nọ nhá. Rồi, lại mê hoặc nữa rồi. Mấy cái skill mê hoặc này nguy hiểm, VL ra. Giết tao đi, giết thằng Ken kìa. Nó giỏi giết thằng Ken kìa, không chưa? Xong chưa? Kết thúc chưa? Nhục chưa? Trắng máu kìa. Úi giời, trắng máu mà không giết được. Win trong sự phụ phàng. Rồi, lên được 369 rồi nè các bạn. Rồi, clip qua 20 phút luôn rồi. Mình quay hồi qua 20 phút, khi nào mình không biết luôn. Rồi, dài quá rồi. Mau là anh em xem clip dài cái này của mình thì cũng phải ủng hộ mình thật nhiều, like và cũng như là subscribe, đăng ký kênh, theo dõi, cũng như là có quảng cáo hiển thị thì cũng kích ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Mình sẽ tiếp tục ra thêm đại chiến vực ải cho anh em cho đến khi thời hoạt động kết thúc thì thôi. Ok, chúc các bạn buổi trưa tuyệt vời nha. Bye bye các bạn.